Các bạn ơi, các bạn nhìn này, ui, cameraman và speakerman, ui các bạn ơi, có vẻ như hai người này đang về đội của Scorpion Toilet các bạn ơi, ui các bạn kìa, có tên Scorpion Toilet người khổng lồ kìa các bạn ơi, ôi không, tại sao cameraman và speakerman lại ở cùng đội với Scorpion Toilet vậy các bạn ơi, ui, chính là tên Scorpion Toilet nhà khoa học kia, hắn đã cho những con ký sinh trùng lên người của speakerman, các bạn ạ, kìa, các bạn nhìn kìa, đấy, con Scorpion Toilet ký sinh trùng đấy đang điều khiển người đầu loa này các bạn ơi. Ôi không, cameraman cũng vậy các bạn ơi. Để nhân viên pin lên xem nào các bạn nha. Ui, chuyện gì đang xảy ra với canh vậy các bạn ơi. Ui, tên Scorpion Toilet chủ cuối này. Ui, các bạn nhìn đi, tên này tên khổng lồ này. Wow, các bạn thấy chưa, ui sao hắn biến ra khổng lồ vậy các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn kìa, đấy, con Scorpion Toilet ký sinh trùng đấy, nó đã ký sinh trùng vào đây này, các bạn thấy chưa, cái đầu của nó, cái nơi của nó này đang điều khiển đầu camera, đang điều khiển người cameraman này các bạn ơi. Ôi không, kể cả speakerman cũng vậy các bạn ơi. Ôi không, tất cả các anh ấy đang bị điều khiển rồi. Đây này, cái tại cái tên Scorpion Toilet nhà khoa học này các bạn này, cái tên Scorpion Toilet nhà khoa học này, ta sẽ đấm cái rác của mi, tại sao mi này ký sinh trùng và cameraman và speakerman các bạn ơi. Ôi không, đây này, đây chính là đội quân ký sinh trùng của hắn này các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa, con Scorpion Toilet này, nhìn nó kinh chưa, nhìn nó kinh chưa các bạn ơi. Ôi không, nguy hiểm thật sự đấy, chết rồi, trận chiến ngày hôm nay khó quá các bạn ơi. Sợ cả speakerman và cameraman đã về đội của Scorpion Toilet nhà khoa học rồi, lại có thêm tên Scorpion Toilet khổng lồ nữa, cùng tên Scorpion Toilet mặt nạ đen và tên trùng cuối này nữa các bạn ơi. Trận đấu này không biết đội cuối của mình có giành được chiến thắng không đây các bạn ơi. Các bạn ơi, mọi người đang xem ơi, các bạn hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh nha các bạn nha, để người đầu loa và cameraman có thể trở lại bình thường và về đội người tốt các bạn ạ. À, mọi người ơi, nhớ ấn like, đăng ký kênh nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm các mọi người để giúp đỡ đây, không biết đội quân cameraman có ở trong đây không các bạn ơi. Ôi không, bản đấu này nguy hiểm quá các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi, đây rồi các bạn ơi. Ui, hai người đồng bánh chiếu, giờ này các anh còn đang nhảy à, các anh còn đang nhảy bài Scorpion Toilet à, các anh không biết chuyện gì xảy ra à. Cameraman và speakerman đã bị tên Scorpion Toilet nhà khoa học điều khiển rồi, các anh ơi chuẩn bị chiến đấu thôi. Ui, nhà khoa học ơi, speakerman và cameraman đã bị điều khiển rồi, nhà khoa học có cách nào có thể giúp hai anh ấy tỉnh lại không à? Nhà khoa học ơi, hãy giúp chúng tôi đi. Trời ơi, bác nhà khoa học ơi, bác đã tạo ra những chiến binh có vũ khí mạnh thế này rồi, nhưng mà tại sao bác không tạo ra một anh hùng nào đó có thể đánh bại tên Scorpion Toilet nhà khoa học của kẻ địch kia. Ui, người đầu loa ơi, chúng ta phải chiến đấu thôi để giải cứu người đầu loa khổng lồ. Các bạn ơi, mọi người đang xem cái video này ơi, hãy ấn like, ấn đăng ký kênh, ủng hộ bọn mình. Bây giờ nhân BB sẽ đưa tất cả các chiến binh này lên các bạn nha, lên nhà trên kia để chiến đấu giải cứu cameraman và speakerman các bạn nha. Ok mọi người, hãy đi theo nhân BB nào. Ok các bạn ơi, nhân BB đã đưa được cả anh ấy lên trên đây rồi đây các bạn ạ. Ui, các anh nhìn kìa, speakerman và cameraman đã về đội của Scorpion Toilet rồi. Đấy, các bạn thấy chưa, không ổn rồi. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Ui, anh người đầu loa, anh có cách gì không giúp chúng mình giành chiến thắng không anh? Ây da, bây giờ có cách gì đây? Bây giờ chúng ta là những người quá bé nhỏ, có mỗi người đầu loa là khổng lồ một tí thôi. Bây giờ các anh à, bây giờ tôi nghĩ là chúng ta phải biến thành khổng lồ thôi. Mà bây giờ để biến thành khổng lồ ấy, thì các bạn đang xem video hãy giúp chúng tôi nha, để chúng tôi có thể biến thành khổng lồ. Mọi người ơi, hãy đến từ 1 đến 3 nha, và tôi sẽ biến thành khổng lồ cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn phải ấn like thì tôi mới biến được nha. Nếu cái video này được 100.000 lượt like, 100.000 lượt thích, 100.000 lượt đăng ký thì tôi sẽ biến thành khổng lồ cho các bạn xem. Hãy xem người đầu loa và người đầu camera biến thành khổng lồ đây. Mọi người ấn like hết nha, tất cả các bạn đang xem nha. Ok, được rồi, cảm ơn các bạn đã ấn like. Bây giờ tôi sẽ biến thành khổng lồ cho các bạn xem. Ôi, cảm ơn tất cả các bạn đã ấn like, ấn đăng ký kênh. Các bạn nhìn này, tôi đã biến thành khổng lồ đây này. À, mấy tên Scorpion Toilet kia
ta sẽ cho Cammy một bài học. À các bạn ơi nhìn này, ui người đầu loa đã biến thành khổng lồ rồi. Wow các bạn nhìn đi, ui đẳng cấp thật sự đấy, người đầu loa đã biến thành khổng lồ rồi. Vì các bạn ở này đăng ký kênh giúp đỡ bọn mình đấy, cảm ơn tất cả các bạn nhé, kể cả người camera nữa đây này. Ok các bạn ơi, nhưng mà trận chiến này kẻ địch quá mạnh vì có Skrull, Cameraman này và Speakerman đã về đội của Skrull đi toilet rồi, đang bị ký sinh trùng đấy các bạn ơi, bị con này đang điều khiển đấy các bạn ạ. Ôi không, nhưng mà chúng mình cũng có hai người khổng lồ này rồi, hy vọng là trận đấu này bọn mình sẽ giành chiến thắng. Mà nếu bọn mình mà không giành chiến thắng ấy các bạn ơi, thì chắc có lẽ là nhân Miri phải tìm người đầu loa Siren các bạn ơi, đấy đến để giải cứu nha. Siren Man ấy và TV Man các bạn ạ, hai người đấy đến để chiến đấu các bạn nha. May ra thì bọn mình cũng có thể thắng được các bạn ạ. Ok tất cả anh em nha, người đầu máy chiếu nha, chuẩn bị chiến đấu nhé các bạn nha. Ok mọi người đang xem ơi, có bạn nào chưa ấn like chưa ấn đăng ký kênh nha, thì các bạn ấn like ấn đăng ký kênh đi nha. Chúng mình chuẩn bị chiến đấu với những cái kẻ địch này đây để giải cứu Speakerman và Cameraman các bạn ạ. Ok các bạn ơi, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chưa? Nào 1 2 3 trận đấu bắt đầu, anh em chuẩn bị xong lên nào, tấn công xong lên anh em, tấn công tấn công. Bạn ơi tấn công, wow người Cameraman và Speakerman đã trở lại rồi, cố lên nào các anh ơi. Ui các bạn nhìn kìa, ui ui người Cameraman và Speakerman, ui anh ơi cẩn thận đây. Ui các bạn ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ui các bạn ơi, đây cái camera đã tỉnh lại rồi. Ui không, ui bọn mình đã tiêu diệt được tên nhà khoa học này rồi. Ui các bạn ơi, Cameraman và Speakerman đã tỉnh lại lần này, không còn bị điều khiển nữa các bạn ơi. Ui nhưng mà Speakerman đã bị thương rồi. Đây đây, bọn Skrull đi toilet đây này các bạn này. Ui các bạn ơi, bây giờ bọn mình cần phải sửa chữa người đầu Cameraman này các bạn ơi. Các bạn thấy chưa, đội quân này mạnh quá các bạn ạ. Đấy, hay lắm hay lắm. Được rồi, mình sẽ sửa chữa Cameraman nha. Mình sẽ gọi nhà khoa học để sửa chữa các bạn ạ. Đi thôi, đi tìm nhà khoa học các bạn ơi. Rồi, đây rồi các bạn ơi, nhà khoa học ơi, đi ra thôi. Chúng tôi vừa giải cứu được người đầu loa. Bây giờ nhà khoa học hay sửa chữa cho Speakerman nha, trở lại bình thường nha. Các bạn ơi, what the, nhà khoa học đâu rồi? Ôi không các bạn ơi, có vẻ như nhà khoa học vừa bị ai đó tiêu diệt các bạn ạ. Ôi không, ai vậy? Ôi không, Speakerman, anh cần được giải cứu. Ui các bạn ơi, ui mình nhìn thấy cái gì đó ở trên kia kìa. Ui, không biết ai đó ở trên kia đây. À, thì ra là tên Skrull đi toilet phù thủy và tên Skrull đi toilet thiên thần. Ôi không, các bạn ơi, hai tên này đến rồi. Anh em ơi, chuẩn bị chiến đấu thôi. Chết rồi, Cameraman ơi. Ui chết rồi các bạn ơi. Ui một mình Cameraman không biết có thể chiến đấu được tên Skrull đi toilet phù thủy kia không. Hắn đang trên nóc nhà kia kìa. Đấy các bạn nè. Ui Cameraman ơi, đã nhìn thấy chưa? Ui các bạn ơi, tên Skrull đi toilet phù thủy đang trốn trên nóc nhà kìa. Ui các chiến binh ơi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị vào vị trí, chuẩn bị vào vị trí tuần này anh em ơi. Cẩn thận đấy, có tên Skrull đi toilet nhà thiên thần ở đây. Ui không, được rồi các bạn ơi, đừng lo. Ui lần này bọn mình sẽ phải chiến đấu và đánh bại bọn chúng. Hay nha, những bạn, các bạn ơi, các bạn đang xem cái video này ơi, các bạn hãy ấn like, đăng ký kênh, ủng hộ nhân BB và người Cameraman nha. Ui da, các bạn đang xem cái video này ơi, tôi là Cameraman đây. Các bạn ơi, hãy ấn like để ủng hộ chúng tôi. Người anh em của tôi là Speakerman, đã bị bọn Skrull đi toilet điều khiển và bây giờ anh ấy đang bị thương. Bây giờ chúng tôi cần phải tiêu diệt hết bọn Skrull đi toilet để giải cứu Speakerman. Mọi người đang xem cái video này, hãy ấn like và ấn đăng ký kênh ủng hộ bọn mình nha các bạn nha. Các bạn nha, ấn like, ấn đăng ký kênh giúp bọn mình nha các bạn nha, để mình có thể đánh bại mấy tên Skrull đi toilet kia. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị chiến đấu thôi nào. Wow các bạn ơi, ui các bạn chưa, người đầu camera bảo các bạn ấn like đăng ký kênh thì các bạn ấn like đăng ký kênh nha, và các bạn hãy bình luận số 1 là để người cameraman giành chiến thắng nha, còn các bạn bình luận số 2 nếu muốn Skrull đi toilet giành chiến thắng các bạn ạ. Được rồi, bây giờ thì mấy tên Skrull đi toilet kia, bây giờ con giỏi các mi xuống đây, các mi trốn ở trên đây làm gì, các mi tiêu diệt nhà khoa học không, bây giờ các mi xuống đây đấu với chúng ta này. Mình cho mấy cái tên Skrull đi toilet này xuống, hôm nay bọn mình sẽ tiêu diệt mấy cái tên Skrull đi toilet này các bạn ạ. Được rồi, anh em chuẩn bị sẵn sàng chưa? À, người khổng lồ chúng ta sẽ đánh bại bọn chúng. Nào, 1, 2, 3, trận chiến bắt đầu. Chuẩn bị nha, tấn công bọn chúng nha. 1, 2, 3,
tấn công anh em. Wow, đến sân cơ mini toilet nhà khoa học này. Ui không không, ui hai tên này là hai tên mạnh nhất luôn. Ôi không, nó rồi, camera mẹ nó rồi. Ui các bạn ơi, ôi không, chiến đấu đánh ơi, chiến đấu đi, tấn công chú, tấn công đi anh, tấn công tên sân cơ mini toilet để dần đi. Ôi không, ui tên sân cơ mini toilet kia rồi. Ui các bạn ơi, tên này trốn đi rồi các bạn ơi. Ui nhưng mà hắn mạnh quá, còn tên sân cơ mini toilet thiên thần này nữa, hắn đang tìm ui không, hắn đánh bại một người đầu loa bé rồi. Tấn công đi anh em ơi, anh người loa khổng lồ này, anh tấn công hắn đi. Ha ha, hắn ở đây rồi các bạn ơi, hắn đã sợ rồi, hắn không thể đánh lại được hai chiến binh khổng lồ của bọn mình đâu. Yeah, hắn đã bị trói ở đây rồi, hắn bị điện trói ở đây rồi các bạn ơi. Yeah, tuy hắn chưa bị tiêu diệt nhưng mà bây giờ hắn không thể cử động được nữa các bạn ơi. Được rồi, bây giờ nhân Mimi sẽ bắt hắn về nha các bạn nha. Yeah, để nhà khoa học tiêu diệt hắn các bạn ha. Các bạn ơi, xem cái video này của nhân Mimi tới giờ phút này rồi, bạn nào chưa ấn like thì các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh nha, để theo dõi nha. Ngày mai bọn mình sẽ tìm cách mà tiêu diệt tên Scorpion Toilet thiên thần này nha. Mình sẽ nhốt nó lại các bạn nha. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn đây. Mình bây giờ mình đang tìm người sửa chữa người đầu ngoa đây các bạn ơi. Các bạn nhớ like đăng ký kênh nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai.